Mỹ điều thêm tàu chiến, máy bay đến Trung Đông. Lầu Năm Góc tăng cường lực lượng hiện diện ở Trung Đông, dường như vì lo ngại bạo lực bao trùm khu vực nếu Iran tấn công trả đũa Israel. Chúng tôi đang điều động thêm khí tài tới Trung Đông để củng cố khả năng răn đe, cũng như cải thiện năng lực bảo vệ các lực lượng Mỹ tại khu vực, quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết hôm 12 tháng 4, nhưng không nêu chi tiết. Một quan chức am hiểu kế hoạch của Bộ Quốc phòng Mỹ không tiết lộ tàu chiến và máy bay nào sẽ được triển khai, nhưng nói rằng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, khu trục hạm USS Kearney và USS Arleigh vẫn sẽ làm nhiệm vụ gần Israel. Các quan chức Mỹ từ chối cho hay liệu cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Israel sẽ do Iran trực tiếp tiến hành hay thông qua các nhóm dân quân thân Tehran thực hiện. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày nói rằng cuộc tấn công trả đũa của Iran có thể diễn ra sớm hơn dự báo. Đừng, ông nói khi được hỏi về thông điệp muốn gửi tới Tehran. Truyền thông Israel trước đó nói rằng tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và các chiến hạm hộ tống đang di chuyển qua Biển Đỏ, hướng tới Israel để phát thông điệp răn đe từ chính quyền Biden. Nhà Trắng dường như đang lo ngại việc nước này duy trì ủng hộ Tel Aviv có thể khiến bạo lực bùng phát khắp khu vực và uy hiếp an toàn của lực lượng Mỹ. Dù Washington nhiều lần khẳng định không liên quan tới vụ khu sứ quán Iran tại Syria bị tập kích hôm 1 tháng 4. Trong số các nạn nhân có tướng Mohammad Reza Jadi, người lãnh đạo mọi hoạt động của đặc nhiệm quốc thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm vũ trang thân Tehran tại ba mặt trận Palestine, Syria và Lebanon. Đây là quan chức cấp cao nhất của Iran thiệt mạng kể từ sau vụ Mỹ phóng tên lửa hạ sát tướng Qasem Soleimani hồi tháng 1 năm 2020. Về mặt kỹ thuật, tòa lãnh sự và khu vực đại sứ quán tại Syria là lãnh thổ có chủ quyền của Iran, nên đây được coi là cuộc tấn công công khai nhất nhằm vào Tehran trong nhiều năm qua. Giới chức Iran những ngày qua liên tiếp cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ Israel, dù Tel Aviv chưa thừa nhận gây ra vụ tập kích. Truyền thông Israel hôm 4 tháng 4 cho hay quân đội nước này đang đặt trong trạng thái báo động cao nhằm đề phòng nguy cơ bị Iran tấn công trực tiếp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.